và 8 giải cấp quốc gia. Các trường có học sinh đạt giải cao là trường tiểu học Định Công, Tân Mai, Giáp Bát, Tân Định, trung học cơ sở Định Công, Yên Sở, Tân Định. Chúng ta khen ngợi em Nguyễn Hồng Nhung, trường tiểu học Tân Định đạt huy chương đồng môn cờ vua quốc tế. Em Vũ Tiến Anh, trường tiểu học Định Công đạt 5 huy chương vàng thể dục thể thao trên lưới cấp quốc gia. Em Nguyễn Tiến Phúc, trường tiểu học Tân Định đạt giải trẻ toàn quốc môn cờ vua. Em Dương Thanh Tuyền, học sinh trường trung học cơ sở Vĩnh Hưng. Em Lê Quỳnh Trang, trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ đạt huy chương vàng cấp thành phố môn Tây Quân Đô. Em Nguyễn Linh Trang, trường trung học cơ sở Tân Định đạt huy chương vàng cấp thành phố môn cờ tướng. Các em Trương Tiến Anh, trường trung học cơ sở Định Công. Em Vũ Huy Hoàng, trường trung học cơ sở Yên Sở. Em Vũ Quỳnh Trang, trung học cơ sở Thanh Trì đạt huy chương vàng cấp thành phố môn Điển Kinh. Các em thực sự là tấm gương tiêu biểu trong học tập và rèn luyện thể chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Xin nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những thành tích đáng tự hào trong phong trào văn nghệ thể dục thể thao, những tấm gương tiêu biểu trong hoạt động xã hội tại tỉnh Kinh. Có 191 học sinh giỏi thành phố đạt 220 giải và tăng 17 giải so với năm trước. Về cấp học tiểu học, có 434 học sinh giỏi cấp quận, có 74 học sinh đạt 100 giải cấp thành phố, có 1 học sinh giỏi quốc tế, có 27 học sinh giỏi và đạt 31 giải quốc gia. Trong kỳ thi giải toán trên Internet cấp thành phố có 39 giải, trong đó có 3 giải nhất. Tiêu biểu là các trường tiểu học Vĩnh Hưng, Đại Kim, Tân Định, Giáp Bát và Hoàng Liệt. Kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp thành phố đã đạt 1 giải vàng, 3 giải khuyến khích và dự thi cấp quốc gia đạt 1 huy chương bạc của trường tiểu học Tân Định. Thi Olympic tiếng Anh tiểu học cấp thành phố 1 giải nhì trường Đại Từ, 1 giải khuyến khích trường Tân Định. Tham gia cuộc thi trạng nguyên nhỏ tuổi viết chữ đẹp, tin học do Trung ương đoàn tổ chức và các báo tổ chức, kết quả cấp thành phố có 24 giải, cấp quốc gia đạt 20 giải. Tiêu biểu là các trường tiểu học Đền Lừ, Tân Định, Yên Sở và Định Công. Chúc mừng thành tích của ngành giáo dục. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến. Em Vũ Thị Xuân Mai, lớp 2A trường tiểu học Định Công đạt giải khuyến khích cấp quốc gia. Em Trần Đình Gia Khánh, lớp 2AB. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt biểu dương các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Thị Thu Hà. Tiếp theo là danh sách các em học sinh đạt giải quốc gia cấp trung học, đạt giải khuyến khích cấp quốc gia. Em Trịnh Hoàng Sơn, lớp 5A4, trường tiểu học Tân Mai, đạt giải khuyến khích cấp quốc gia. Em Đặng Châu Anh, lớp 5A4, trường tiểu học Đền Lừ, đạt giải.
giáo viên, nhân viên. Kỷ cương nền nếp của ngành có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, học được đầu tư theo hướng chuẩn hóa. Toàn quận đã có 23 trên 53 trường chiếm 53, chiếm 43% trường công lập đạt trường chuẩn quốc gia. Cô giáo Chu Như Thủy, giáo viên trường mầm non mùng 10 tháng 10, với tiết dạy hoạt động khám phá khoa học là một tiết dạy khó nhưng có. Xin cảm ơn. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Bùi Thị Thanh, quận ủy viên, trưởng phòng giáo dục và đào tạo lên phát biểu cảm ơn và bế mạc hội nghị. Ngày giáo dục chúng ta rất vui mừng được trân trọng đón tiếp đồng chí nhà giáo ưu tú Nguyễn Hữu Độ, thành ủy viên, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Đồng chí Nguyễn, chúng tôi xin phép được thay mặt các đồng chí lãnh đạo ngành, thay mặt hội nghị, chúng tôi xin được tiếp thu ý kiến của các đồng chí và sẽ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong các năm học tới. Một lần nữa, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí, các quý vị đại biểu đã tới dự động viên thầy và trò ngày giáo dục đại học quận Hoàng Mai tại buổi lễ ngày hôm nay. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các em học sinh có một mùa hè vui tươi, an toàn và hữu ích và đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Chánh văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân quận, phòng nội vụ, trưởng phòng tập thể cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt ủy ban nhân dân, chủ tịch